Hồng Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lam xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hành trực tiếp trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt từ 7 đến 8 giờ. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ Tư và 5 giờ chiều thứ Bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn, lên đường, bảo vệ quê hương, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự những buồn vui đời lính. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ đóng góp với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương rất vui để đón tiếp một nam ca sĩ thuộc thế hệ trẻ, gia đình cựu quân nhân. Chúng tôi xin chào đón ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. Dạ, còn trước tiên, con xin phép gửi lời chào trân trọng nhất và thương yêu nhất đến tất cả quý vị của Đài Hồng Việt. Và con xin chào cô Phương Quế và cô Khang Linh. Dạ, rất hân hạnh được đón tiếp một người trẻ mà mặc đồ lính dễ thương quá. Chào Huỳnh Phi Tiễn. Anh, chào anh Nghĩa Sữa. Anh Nghĩa Sữa. Chào anh nữa chứ, nhưng mà tại vì anh bên đây, em chào người đẹp trước. Em chào anh Nghĩa. Nhưng mà tại sao gọi anh này mình gọi là anh Nghĩa Sữa hoài vậy? Tôi nhìn cái tướng nó con thấy sữa không mà. Xấu sữa quá hay sữa sao? Sữa mày bớt rồi đó. Đừng nói nữa, bể hết. Nghĩa Sữa mà con nhìn tướng thấy không? Không có đâu em, con đi show đó, con gặp mấy cô mê ảnh lắm đó, cho nên là sữa mấy cô lại thích đó. Chết rồi. Con mà ốm ốm như vậy không có ai chết thích. Chết rồi Tiễn ơi, con nói vậy là tối về nó bị đòn đó. Nó nói vợ Nghĩa nghe là con bị đòn đó nha, nhỏ vợ nghe vậy. Em xin lỗi anh, em biết lộ biết bật. Con lỡ bể rồi. À, Huỳnh Phi Tiễn, thì chắc khán giả của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng như là các chú các bác chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa muốn biết vì lý do gì mà Huỳnh Phi Tiễn mặc cái bộ đồ lính này, mà không chắc chắn là cô biết là tại vì Huỳnh Phi Tiễn có người cha là quân đội, nhưng mà bây giờ Huỳnh Phi Tiễn có thể nói vài lời về bố của mình hay không? Dạ thưa cô, hôm nay đó đáng lẽ thì con đến đây con tính mặc đồ vest, nhưng mà con nói chuyện với cô Phương Quế thì cô Phương Quế nói là mấy chú ở đây là thích đồ lính cho con mặc đồ vest rồi, mấy chú không thèm coi con đâu. Không phải vậy đâu, nhưng mà mặc đồ lính với chương trình này nó thích hợp hơn con. Dạ, cho nên là con có một cái người làm việc ở Asia, anh ta collect rất là nhiều đồ của lính của Việt Nam Cộng Hòa của mình. Nên hôm nay con mượn được một bộ lính của Biệt Cách Dù, cho nên là nón xanh. Nên rất là oai hùng. Biệt Cách Dù. Dạ. Rất là oai. Bây giờ nói về bố của Huỳnh Phi Tiễn đi. Dạ, ba của con ngày xưa, mà hôm nay con đến đây thì ba con nói là ba con không muốn nói nhiều về ba lắm, bởi vì chức vụ của ba cũng không có phải là lớn lắm. Cho nên là ba của con ngày xưa làm cảnh sát từ năm 1966. Rồi khoảng năm 1970 đó thì ba con mới bắt đầu gia nhập vào trong những cái công việc của về quân sự nhiều hơn. Đi tác chiến rồi này kia thì ba con mặc đồ của cảnh sát gia chiến. Nhưng mà lúc đó thì con khi mà con biết được ba con là một người lính, biết được cái bộ áo lính, thì lúc đó con khoảng chừng bao nhiêu tuổi con nhận biết được cái bộ đồ lính? Con nghĩ con không có nhớ đâu, tại vì ở nhà con thì khi mà con lớn lên đó, thì mình đã biết là mình không phải là cùng một chế độ của họ. Nên tụi con là nhà có cái màn của má con nhớ là cái màn là cái dãy dù. Dạ. Cho nên là mình biết là những cái vật dụng trong nhà mình cũng như là chai bia nó có cái hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cái không biết cái loại bia là loại bia gì, nhưng mà nó có những cái bia cột đen chắc.
Đúng rồi đó, nó có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, má con dùng đó để đựng dầu lửa hoặc là này kia vậy. Như là mình nhưng mà cái lúc lúc ba con đi đóng quân thì là lúc đó là ba con ở tỉnh nào con nhớ không? Ba con có kể có chỗ dạ ba con có nói là ba con làm việc ngày xưa đó thì xuất thân từ Vĩnh Bình, tức là Trà Vinh mình bây giờ. Rồi ba con làm việc ở Càng Long cũng khá lâu, dạ, ở quận Càng Long đó, dạ. Mà có khi nào mà ba của Quỳnh Phi Tiễn đi công tác xa nhà, đi hành quân này kia? Con cái đó thì con không có biết rõ lắm, nhưng mà má con thì làm cô giáo đó thì phải dạy ở Trà Vinh, nên từ Trà Vinh mà lên tới Càng Long thì con nghĩ chắc cũng mười mấy hai chục cây số gì đó thì chắc ở Trà Vinh đó hả? Dạ. Trà Vinh ra Càng Long là Vĩnh Long đúng không? No, Vĩnh Long thì nó xa hơn lên trên nữa. Dạ. Huyện Càng Long thì Càng Long nghe cũng quen. Dạ. Tất nhiên là ba má con sinh đẻ con ở vùng đó. Dạ. Khi mà tiếp quản vô đó thì nhà của con ở Trà Vinh thì bị tịch thu, cho nên là ba con thì đi tù, má con thì phải về quê, cũng như má con không có muốn phải nói dùng cái từ là học tập đó, thì má con không có thích cái đó, cho nên tại má con không có làm gì sai, cho nên má nói là má con không có cần phải học tập lại, cho nên là má con cũng ngang tàng lắm, thì má con không có muốn học tập lại, cho nên là má mới đi về quê là thà làm ruộng chứ không có dạ má con bắt đầu làm ruộng làm vườn, nhưng mà cái tấm thân nhỏ bé của một người phụ nữ đó thì làm ruộng nó rất là vất vả, cho nên là má con cũng không có làm được bao nhiêu ruộng vườn lắm, cho nên là má con bắt đầu ở quê con á thì nó có một cái cây gọi là cây lá, tức là cây dừa nước đó. Thì má con mới dùng những cái dao rồi mới học theo cách của những người sống ở đó, thì chầm lá, những cái miếng lá để mà người ta lợp nhà đó. Thì lấy những cái vật dụng đó mình bán để mình lấy tiền nuôi sống gia đình. Là lúc đó má phải nuôi chị cả là chị hai đó, và hai anh của con. Tức là má con sanh được 4 người? Má sanh tất cả là được 5 đứa. Sau này ba về thì mới có con với thằng em Huỳnh Phi Hậu. Tức là sau khi ba đi học tập về, dạ, ba đi tù cộng sản về là má sanh thêm đứa nữa. Dạ, sanh con ba về là năm 81 thì 82 sanh con. Nhưng mà con có biết là ba con đi tù cộng sản ở bị giam ở đâu không? Ba con ở Bến Giá, Rạch Giá đó. Cũng giam gần đó chứ không có bị đi xa như là... Dạ. Cho nên là ba con thấy, nói thật ra thì trong cái sự cực khổ đó, ba con thấy ba con có một cái sự may mắn là nó không có xa nhà, mà cái như là những cái người mà ba con làm việc chung là phải bị đi ra ngoài Bắc rất là vất vả, đối khổ. Cho nên ba con cũng không có muốn nhắc lại cái những cái công trạng của ba con quá nhỏ bé so với những cô không, ba con sự thật như vậy. Ba con rất là khiêm nhường, là tự vì những người lính Việt Nam Cộng Hòa, cho dù là người lính, từ người lính cho đến cấp sĩ quan cũng đều là những người mang cái nhiệt huyết để mà gìn giữ quê hương. Chứ cho nên là ba con nói như vậy thì ba con cũng khiêm nhường, ba con cũng đóng góp chứ, mặc dù chẳng hạn như cấp bậc của ba con ba là thiếu úy. Đến là mặc cảm, nhưng mà không không mặc cảm gì được, tại vì binh nhì với tướng tá thì cũng là một cái lý tưởng như nhau thôi. Theo cô Trang Thanh nghĩ là như vậy. Nhưng mà ba con đi tù như vậy là bao lâu? Thì cấp bậc thiếu úy thì đi tù 75 thì đi tới 81 về. Như vậy là bao nhiêu năm? Cũng lâu chứ ha. 5-6 năm gì đó. 5-6 năm rồi. Cũng 5-6 năm. Thiếu úy mà đi 5-6 năm là cũng nhiều đó. Dạ. Mà như vậy thì mà lúc mà ba con đi tù như vậy đó, ở nhà má con gặp những cái khó khăn nào? Má con dạ thưa cô. Má con kể cho tụi con nghe rất là rất nhiều những cái câu chuyện mà nó có những cái khúc mắc trong cái cuộc sống mà má con phải chịu đựng, thì tụi con cảm thấy tụi con rất là may mắn, bởi vì con có được một cái người mẹ, mà một người má rất là anh hùng. Nói thật là anh hùng vừa đảm đang. Dạ, con xin lỗi nếu con có hơi cảm động chút xíu. Không sao, bởi vì, con khóc tự nhiên đi con khóc theo. Con nói là cô muốn chảy nước mắt rồi đó. Con khi mà con nghĩ tới mẹ con một cái hình ảnh đẹp vậy thì cũng như là con là cái người rất là có hiếu. Dạ. Con thương cha mẹ là tốt, con có kể tiếp. Bởi vì má con kể có một câu chuyện cũng vui lắm. Má nói là khi mà tiếp quản vô đó, thì cộng vô đó thì mình không còn nhà cửa nữa, không còn tiền bạc gì hết, thì cái việc đầu tiên đó là những đứa trẻ trong nhà thì phải đi học. Thì má mới đem mấy chị với mấy anh để mà đi vô nộp đơn đi học, thì họ không cho, họ nói là các người là ngụy.
Họ gọi mình là Ngụy, cho nên là họ không có cho chị Hai với anh Phi Long đi học. Thì má cũng tức quá mà má không biết sao trả lời. Thì cái má đi thăm nuôi, đi thăm ba thì má mới nói chuyện với lại một cái người, cái hình như là bà này là bà tá. Thì bà giận quá, bà nói không được, chị cô á, cô về cô phải nói như thế này nè, nói là các anh vô, các anh giải phóng á thì các anh phải có những cái điều hay ý đẹp, thì các anh phải cho con của tôi nó học, chứ nếu mà các anh không cho nó học đó thì các anh hãy chuẩn bị làm nhà tù đi, những đứa này nó sẽ lớn lên nó sẽ giết người, nó cướp của. Thì má con nghe lời của bà tá đó thì vậy nói thì họ mới cho anh chị con đi học. Rồi con nghe nói cũng có nhiều cái vấn đề khi mà con lớn lên á thì con thấy rõ ràng nó trúng, bởi vì trong gia đình con đó mình không có mướn được cái người Việt Nam làm vườn cho mình. Bởi vì con nghe má con nói là họ nói là họ Minh đó là đã bỏ tù chồng của nó rồi để cho các anh vươn lên, mà các anh không vươn lên nổi mà các anh phải đi làm mướn cho nó thì các anh thiệt quá tệ, cho nên là họ không có cho người Việt Nam á, má con không có mướn được người Việt Nam, mà mình phải mướn những người mà ở trong sóc, những người mà người ta bị những người Khmer, những người thiểu số. Nên con lớn lên thì con làm bạn với rất là nhiều người người Miên. Con biết nói tiếng Miên không? Ôi con không biết đâu. Nhưng mà con có dạy con bài tiếng Miên nào? Hồi xưa má con đi học, má con đi dạy thì cũng có rất là nhiều học trò mà người Miên, đến ngày hôm nay má vẫn có liên lạc với họ. Nhưng mà gia đình con qua bên Mỹ từ lúc nào? Từ năm 95, ba con cũng gan dạ lắm, ba con muốn ở lại để mà phục vụ cho, cũng như là làm hậu thuẫn. Nhưng mà má con phải năn nỉ lắm thì ba con mới nộp đơn. Tức là hậu thuẫn cho bên này đó. Dạ. Tức là hậu thuẫn cho những người bên Mỹ đó. Ở lại ở trong nước để mà đấu tranh ở trong nước. Đấu tranh ở trong nước, mới là có những người ở lại, hy sinh ở lại để đấu tranh cùng với người ở bên hải ngoại để đấu tranh trong nước. Thì ba con cũng là người rất là có tinh thần. Nhưng mà khoan đã. Có người chia sẻ với qua nhiều quá nè. Trung Nguyễn gọi từ Philadelphia. Cho anh gửi lời khen đến hai cô hôm nay mặc áo dài rất là đẹp. Cảm ơn Trung. Cũng cảm ơn hai cô đã mời một ca sĩ trẻ và đẹp trai là Huỳnh Phi Tiễn lên chương trình hôm nay. Gửi lời thăm đến Huỳnh Phi Tiễn. Anh Trung là bạn của Tiễn và rất vui khi thấy Tiễn trên chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chúc mọi anh em trong Đài Hùng Việt có nhiều sức khỏe và an lạc. Quen không? Anh Trung quen với con đó. Cảm ơn Trung. Sau đây có lời chia sẻ của anh Hậu gọi từ San Jose. Ủa, xin yêu cầu chị Thanh Lan hát bài Hai Kỷ Niệm một chuyến đi nữa. Cảm ơn chương trình. Bên đây có Quỳnh Phi Tiễn để cho Thanh Lan nghỉ mát bữa. Nhưng mà phải ráng học cái bài đó, anh hãy yêu cầu ba tuần liên tiếp rồi đó nghe. Không, thì tuần sau cái gì cầm giấy hát cũng được đâu, sao đâu. Nhưng mà bây giờ chắc khán giả với là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang muốn biết em Quỳnh Phi Tiễn trong bộ đội lính đứng lên hát một bài để có khí thế như thế nào về người lính Việt Nam Cộng Hòa không? Con cảm động quá, không biết con hát được không nữa. Bây giờ mình hát bài gì đây? Con hát bài gì để tặng bây giờ các cô bài lính thì chắc con thấy con một số mà con nhiều bài lính lắm, mà con một tủ lính luôn. Hôm nay mình nói về nhạc lính thì mình phải nói đến nhạc sĩ Trúc Phương. Mình con sẽ gửi đến quý vị con? Bài hát Kẻ Ở Miền Xa. Của mời con Trúc Phương. Người nần lính khô
hỏi câu ca vì tiền hay thiết tha. Xin đôi duyên một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không để. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt nên đi lạc, nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, thầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, thầm đàn thay tiếng à, con mình cũng nên nói thêm là rất là thương Huỳnh Phi Tiễn một mình lái xe từ Arizona hả con? Dạ con mới vừa tới á. Mới tới nè. Mới vô tới đài khoảng nửa tiếng là bắt đầu mình vô chương trình thưa quý vị. Mà cái lái xe đường xa có thể là dậy sớm, đôi mắt đỏ hoe mà đang mới đưa thuốc cho nhỏ và ăn một cú bánh mì xong rồi mới vô chương trình, rất là thương. Mà cô và cô Quế rất là cảm động, tại vì một người trẻ mà có tấm lòng mà thích cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương không có mấy ai đâu. Thôi con nói lại, con phải xin lỗi con một lần nữa. Hồi nãy quý vị biết không, Phi Tiễn xách đồ vô chuẩn bị mặc đồ rồi kia, cô Trang Thanh Lan chào Phi Tiễn, Phi Tiễn không có thấy. Xong cô ra nói hồi nãy cô thưa con mấy lần rồi đó mà con sao vô đây ngồi. Ê, con xin lỗi cô. Lái xe mắc mờ mệt mệt quá. Vô đây ngồi đi. Ủa thưa cô, nó trời nãy giờ cô thưa con mấy lần. Nhưng cô mà con làm việc giống Mỹ lắm, tại vì con ở Mỹ cũng lâu rồi. Cho nên là hai cô nói với con là 6:30 con phải có ở đây. Con đến đây nó là 6:05 rồi con giật mình. Sáu giờ. Thưa quý vị, có một người trẻ mà có một cái lý tưởng về nhạc lính cũng như là một cái quần bộ quân phục là rất là lấy cảm tình của Trang Thanh Lan và Phương Quế, chắc có nghĩa là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất là thương mến Huỳnh Phi Tiễn đúng không? Phải nói là phải nói là Huỳnh Phi Tiễn đó, khi mà đến với Trung tâm Asia thì biết rằng Huỳnh Phi Tiễn hát rất nhiều nhạc lính, và cái trang Facebook của Huỳnh Phi Tiễn bị rất là nhiều cái phe bên kia đi vào để mà chỉ trích. Nhưng mà Huỳnh Phi Tiễn cũng đâu có vừa đâu, thì Huỳnh Phi Tiễn có một cái người cha, một người mẹ anh hùng như vậy, cho nên là Tiễn có một cái tấm lòng đó, nhiệt huyết rất là cao để mà sẵn sàng chống trả lại những cái nhân vật nào mà muốn chống lại những người yêu tự do như mình, đúng không? Thành thử ra là cô phục ở cái chỗ là bao nhiêu cái trận đánh ở trong cái trang Facebook của Tiễn mà Tiễn đều trả lời rất là lịch sự, không có kiểu như là hàng tôm hàng cá như người ta. Dạ, cho nên cô... là cô rất là ngưỡng mộ con đó. Dạ, trước tiên khoan đã, để con cảm ơn là phải cảm ơn anh Nghĩa, tại vì nói chung thật ra mỗi lần mà tụi con mà đi hát đó, đối với con thì con không biết, là đối với cô thì con nghĩ là cô hát hai cô hát rất lâu rồi, nên mình đi đến một nơi nào đó mà có một cái băng nhạc mà người ta vững á, mình hát phê lắm. Yeah. Cho nên là hôm nay mà đến đây mà ý là khen nghĩa sửa đó. Đúng rồi đó, mà tới đây mà gặp ảnh là thôi con no problem. Yên tâm hát hay quá, yên tâm. Nhưng mà nói về trang Facebook của con thì con có một cái ý đó, khi mà con lập ra trang Facebook mà nói lên cái lời nói của mình, hoặc là đem cái con gọi là chánh kiến, cũng như là bày tỏ những cái lập trường của mình vững vàng. Nhưng mà con không có muốn là nó hay như cô nói là hàng tôm hàng cá. Bởi vì những người mà con muốn gửi đến những cái thông điệp này không phải là những người đó, mà con muốn gửi đến những bạn trẻ trong nước thật khát khao những cái tin tức, hoặc là những cái gì đó họ đã học trong trường nhưng mà họ chỉ học được một chiều thôi. Cho nên là con muốn gửi đến các bạn những cái tấm lòng mà thật sự là chân tình của con. Bởi vì con muốn, tại vì ngày xưa con cũng đã từng học trong ngôi trường của Cộng sản Việt Nam, con cũng đã từng đeo khăn quàng, con cũng đã từng bị ép buộc những cái vấn đề đó, phải học, phải nói, phải làm như thế nào.
Cho nên hôm nay con biết được các bạn đó phải trải qua những cái sự việc trong cuộc sống như thế nào. À, gia đình của họ, họ phải bươn chải hoặc là họ phải hối lộ để sống và để học tập. Không? Những cái gì họ thành đạt được đều là do những cái sự hối lộ mà ra. Thì con thấy con nên nói lên sự thật thôi. Cho nên những bạn nào vào muốn tìm hiểu thì dùng những lời hay ý đẹp để trao cho nhau. Đó là những người con cần nói chuyện. Còn những người mà họ nói chuyện như cô nói, hàng tôm hàng cá, thì con không cần. Không, những cái thành phần đó là họ chưa mong vào những cái trang Facebook của những người mà có lập trường á, mà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà con nên nhớ là Tiếng Hát Hậu Phương cũng được rất là nhiều các bạn trẻ ở Việt Nam email qua. Tất nhiên, con rất là thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Và người ta hiểu, các em hiểu được người lính Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Tại vì nào giờ các em ở đó em bị mù mờ, các em không thấy được cái gì hết. Bây giờ có những cái chương trình giống như Tiếng Hát Hậu Phương thì có những người trẻ như con thì lên. Đương nhiên là các bạn trẻ Việt Nam đã không nhiều thì ít cũng phải hiểu người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Nếu mà mình ở trong một cái khung cảnh như vậy thì mình cũng phải bị buộc và trói buộc để mà nói vậy và sống như vậy thôi. Nên con nghĩ nếu con ở Việt Nam thì con cũng vẫn phải như vậy, con không có được biết được những cái này. Cho nên nếu có ai đó mà cho con thấy được, hiểu được, đọc được thì con rất cảm ơn. Và Quỳnh Tiễn cũng có lời chia sẻ của chú Hiệp Trương ở bên San Jose. Chào anh Hiệp Trương. Dạ, con chào. Anh là một khán giả trung thành của chương trình Tiếng Á Hậu Phương. Xin chào Trang Thanh Lan, Phương Quế và Nghĩa Sữa. Chào người lính trẻ Huỳnh Phi Tiễn. Cháu hát rất hay. Chú đã từng gặp cháu ở Đại Nhạc Hội. Cảm ơn anh ở San Jose. Xin cảm ơn Đài Hùng Việt đã có chương trình Tiếng Á Hậu Phương để nhắc nhở con em biết đến những chiến đấu của cha ông. Và chúc Đài Hùng Việt luôn thẳng tiến trên con đường phục vụ khán giả. Cảm ơn anh Hiệp. Dạ vâng, sau đây là có anh Dũng gọi từ San Jose. Anh xin yêu cầu chị Phương Quế hát bài Một Chuyến Bay Đêm. Cảm ơn chương trình Tiếng Hậu Phương và Đài Hùng Việt đã có chương trình hay. Chúc hai chị và Nghĩa Sữa một ngày thứ ba tốt đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà chương trình hôm nay là chúng ta dành cho Quỳnh Phi Tiễn đi quý vị. Cô có thuộc cái bài Một Chuyến Bay Đêm không? Nếu mà Trang Thanh Lan và Phương Quế. Một Chuyến Bay Đêm hả? Có hát một hai câu gì đi. Có hát một câu gì cho em suy thử đi. Đó, con hát Quỳnh Phi Tiễn đi đó. Đó, dạ vâng. Quỳnh Phi Tiễn hát là hay hơn Phương Quế rồi. Còn Phương Quế thì những kỳ khác. Không thể nào hay. Phương Quế sẽ. Tại vì con là giọng nam, con hát cái bài Chuyến Bay Đêm hả Vân cô? Con hát đi. Ok, để con thử, con chưa có hát bài này. Con hát một câu cũng được nữa. Lại con. Dạ. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh vàng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo mà mơ ước như diều, đèn liu áo hàng nga ngồi bên dây ngân hà, giờ sông giữa lưng đôi khi nhớ tìm đời miệng cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo. Ok, tới đây được đây. Ủa, con thuộc đâu hả? Biết đâu cô biểu con hát một câu thôi. Con hát đi, sao vậy? Hát ngon lành quá. Đang phê quá. Con hát luôn đi. Bài nhạc đính là Quỳnh Phi Tiễn một bụng luôn quý vị ơi. Một tủ ở trong trong bụng. Quỳnh Phi Tiễn thuộc nhiều nhạc đính. Con sợ. Con hát luôn, con sao? Bài nào con không thuộc đó thì con mới hát một đoạn thôi. Còn con thuộc thì con có làm tới luôn. Đang nghe vậy là con bị rầy rồi. Bây giờ nhiều bạn yêu cầu lắm, con yên tâm đi. Trời ơi, đây nè con ơi, cô ba ở Garden Grove gọi vào được mừng quá. Dạ cảm ơn cô ba. Cô gửi lời thăm tất cả mọi người và yêu cầu đây Huỳnh Phi Tiễn ca hát bài Giả Từ Vũ Khí. Trúng tủ rồi. Trúng tủ thấy không? Đó bài này. Bài này là của bác Nhật Ngân. Dạ con lớn lên con hát luôn bài đó đi. Dạ. Con hát okay. Đi hát một lần đó là vừa đó. Ok. Dạ con hát cảm ơn cô. Một lần là vừa đó con. Là vừa là chương trình thứ nhất. Hát dạ. Hay quá. Trời đang phê thì đang phê. So
có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với núi hào sâu, lỗ châu mai với những địa lôi. Đã bao phen mong anh buồn cho còn lại đến mai. Trả súng đạn mình khi sạch nợ sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu, với cây đa khóm chúc hàng câu, với con bê có chút cầu tre. Đã bao năm vắng trần anh nên trở thành hoang phế dòng dài. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ xa thăm nhà em với miền Tây, với miền Trung. Làm lại từ đầu, rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa cũ. Bàn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày. Gặp ta còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói hâm tình thương, bát cơm rau thăm mỗi tình quê. Có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ ước bao lâu. Quá hay, hay quá con ơi. Vâng, xin quý vị đừng rời màn ảnh của Hồng Việt TV. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Rất cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, là một nơi chuyên bán vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn, ghế, tủ, giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian qua, quý vị Đồng Hương sử dụng rất nhiều và yêu thích. Kính thưa quý vị, trong thời gian sắp tới đây, tức là tuần tới, ngày 30 tháng 10, Teletron sẽ khai trương thêm một địa điểm mới ở vùng California, ở vùng Monterey Park. Vâng, một địa điểm mới nữa ở Times Square. Kính mời quý vị Đồng Hương ở gần khu đó thì đến để ủng hộ cho Teletron. Và một chương trình văn nghệ cũng rất đặc biệt vào ngày 8 tháng 11 tại Dallas để kỷ niệm đệ nhất chu niên của công ty điện tử Teletron vùng Dallas. Rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, có MC Nam Lộc, Kiều Trinh, Lena Nguyễn, và bên cạnh đó hơn 20 anh chị em ca nghệ sĩ cũng như là hài hước, cải lương để phục vụ quý vị miễn phí ngay trước tiệm Teletron vùng Dallas. Quý vị có nhu cầu mua sắm, mời quý vị vào teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại 1877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thanh Lê, một nơi đáng tin cậy
Vì theo Lê Yến chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanley. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanleyyến.com. Và hôm nay cũng là nguyên một gia đình Hồn Việt của chúng tôi bữa nay vui quá. Tại vì hôm nay là sinh nhật của Mai Khanh, cô giám đốc nho nhỏ của đài Hồn Việt và Lido Sài Gòn. Chúc Mai Khanh sinh nhật vui vẻ và nhiều hạnh phúc đến với em. Happy birthday My Khanh. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là một tin thật vui về ngày sinh nhật của Mai Khanh. Và sau đây thì chúng tôi cũng có một tin buồn, thật sự rất là buồn thưa quý vị. Một cái tin rất là buồn ở trong gia đình của Thiếu tướng, của Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Thì vừa qua là cái ngày Chủ nhật tuần trước, là cái ngày Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh họp mặt ở vùng Nam Cali. Thì cháu Lê Minh Đạm là con trai của Thiếu tướng Lê Minh Đảo cũng đã đến dự buổi tiệc đó. Và ngay ngày hôm qua, một tin rất là buồn, rất là đau lòng cho gia đình, cho những người thân của gia đình là Lê Minh Đạm với pháp danh là Hạnh Minh đã từ trần ngày hôm qua với chứng bệnh tim, tức là ngày 26 tháng 10, 2015, ngày hôm qua thưa quý vị. Và Minh Đạm đã hướng dương 58 tuổi. Thì Phương Quế cũng như Trang Thanh Lan thay mặt cho ban giám đốc Đài Hồng Việt TV, anh chị em trong Đài Hồng Việt cũng như là toàn thể anh chị em Sư đoàn 18 Bộ Binh, gia đình của Đại tá Lê Văn Trang ở Montreal, Canada, gia đình của ông bà Phúc Đặng Sư đoàn 18, gia đình anh Tô Phạm Thái, gia đình anh Mai Mạnh Liêu, gia đình Đại tá Hứa Yến Lến, tất cả những người Sư đoàn 18 cũng như ca sĩ Quốc Anh, ca sĩ Ngọc Minh, MC Trần Quốc Bảo, ông Như Ngọc, Tuần Báo Việt Thai, tất cả chúng tôi rất là đau buồn và thành thật chia buồn cùng gia quyến, nguyện cầu cho hương hồn của Lê Minh Đạm, pháp danh Hạnh Minh, được sớm về cõi Niết Bàn. Dạ. Thật là một tin buồn thưa quý vị. Trang Thanh Lan cũng chia buồn với gia đình của Thiếu tướng Lê Minh Đảo cũng như là chúc hương hồn của cháu sớm được về cõi Phật. Và sau đây là thông báo của bên San Jose thưa quý vị. Đại hội gây quỹ từ thiện Hoa Tình Thương tại San Jose Bắc Cali tổ chức giúp người già neo đơn, người mù mổ mắt, trẻ em mồ côi tàn tật xây nhà tình thương và giúp cho các anh thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chủ đề Người yêu của lính, với sự góp mặt của các ca sĩ như Thanh Lan, Người yêu của lính Ngọc Minh, Thiều Kỳ Anh, Ngọc Quang Đông, Khê Vinh Khoa cùng các ca sĩ địa phương. Buổi gây quỹ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11, 2015 từ 2 giờ trưa đến 10 giờ đêm tại Unify Event Center trên đường Story, thành phố San Jose. Vé có bán tại Kim Loan Healthcare, Paloma Cafe Center Video. Liên lạc ban tổ chức cô Diệu Minh 408-646-8485, Quốc Chiến 408-476-4945. Ban tổ chức kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi đang tiếp chuyện với một nam ca sĩ trẻ nhưng mà một bầu nhiệt huyết rất là đầy, có một cái tinh thần, một cái lập trường rất là vững chắc để mà tranh đấu cho quê hương Việt Nam chúng ta được sớm có tự do, dân chủ. Wow, rất là nhiều người lời chia sẻ tới Quỳnh Phi Tiễn. Dạ, đây vâng, Tiễn rất chuẩn bị là nhiều lời chia sẻ với Quỳnh Phi Tiễn ngày hôm nay. Chuẩn bị cổ họng để hát nha. Anh Richard gọi từ Indiana muốn gửi lời chào đến hai chị Nghĩa Sữa và Quỳnh Phi Tiễn. Anh xin yêu cầu Phi Tiễn hát bài Tuyết Trắng của Không Quân. Cảm ơn chương trình. Rồi còn nhiều câu lắm, khoan để quế đọc. Để được đoạn mình đi. Đọc hết đi. Câu nào cho em hát bài câu đó đi. Trắng để chúc em quên. Anh biết chiều nay không thuộc thì thôi. Không thuộc thôi, okay, không sao đâu. Không sao đâu, để đọc cái tiếp còn nhiều bài lắm nè, đây nè. Xin phép để đọc cái câu lời chia sẻ kế tiếp đi. Yên tâm đi con, còn nhiều bài lắm ở đây nè con. Hôm nay để Quỳnh Phi Tiễn hát cho đã luôn. Xin lỗi anh, để kỳ tới Phương Quế Trang Thanh Lan sẽ hát. Dạ. Chị Hương gọi từ Austin, Texas. Chị muốn gửi lời thăm hai chị và Nghĩa Sữa, Quỳnh Phi Tiễn. Hai chị máu dài rất đẹp và cảm ơn chị. Chị khen hàng tuần làm tụi em nở mũi quá chị ơi. Chương trình rất hay. Chị xin nhắn là anh chị em ban kịch Luya ở Austin, Texas là fan của Phi Tiễn. Gửi lời chào Phi Tiễn.
Phải, anh biết không? Anh Phú gửi lời chào Phi Tiễn và yêu cầu Phi Tiễn hát bài Trên bốn vùng chiến thuật để gửi tặng khán giả. Wow. Oh yeah. Xin chào anh Phú. Rồi em hát, con hát trong vùng chiến thuật đi, con ngồi cũng được. Một đoạn thôi, tại nhiều yêu cầu lắm, nó con sáng một đoạn, con ngồi cũng được, không cần đứng. Bài này con hát một đoạn à? Con ngồi đi, con ngồi đi, không sao. Tùy hứng ha. Con này tại vì trên bốn vùng chiến thuật mà mình phải đứng dậy giống như đi tới luôn. Con đứng đi cũng được. Tới luôn. Rồi con tự nhiên con còn trẻ, con đứng chứ còn đứng ngồi hai bên đứng nổi rồi. Tôi thường đi đó đây buồn đen in dấu dày lừa thù nó đôi mắt chân nghe lạ từng khu chiến thuật áo nhà binh không ấm gió phương xa nghìn đêm vắng nhà. Quá hay rồi. Con nhiều lắm con ơi. Sau đây là lời chia sẻ của chị xin gọi từ Atlanta. Chị xin yêu cầu Phi Tiễn ca bài Thư cho vợ hiền. Ôi. Hát 2-3 câu cũng được. Chương trình hôm nay rất hay. Cảm ơn Đài Hồng Việt và hai chị Trang Thanh An Phương Quế. Lời đầu năm bà viết cho con đó, Trên quê hương khói lửa. Vậy con hát 1 câu đó. Trời ơi, lời đầu năm mới viết cho con hát 2 câu thôi con. Lời đầu năm sao con? Lời đầu năm ba viết cho con. Trên quê hương khói lửa dạ mòn. Cái đó là bài lời đầu năm cho con. À, lời đầu năm cho con đâu phải chỉ cho mẹ. Cho mẹ khác nhưng mà tạm thời thì nhớ mình vì có nhớ không đó ngoài đó. Anh đã biên thiệu rồi bây giờ là các nỗi buồn đêm đông. Nỗi buồn đêm đông. Chị bày gọi từ San Diego. Chị thấy chương trình hôm nay có hai cô Trang Thanh Lan Phương Quế quá đẹp, cảm ơn chị Bảy. Có Huỳnh Phi Tiễn là thì rất là dễ thương và đẹp trai. Thấy mặc đồ quân phục nhìn rất là oai. Chị Bảy xin yêu cầu Phi Tiễn hát bài gì có câu Anh Quốc ơi. Cảm ơn chương trình. Quyền sử ca người mang tên Quốc đó mà. Con thường thì thôi không thường sao thường những bài này sao? Con đi con không bao giờ con được hát. Anh cáo lỗi cô Bảy không sao đâu, cáo lỗi cô Bảy đã lắc một bài khác nữa thôi. Sau đây là lời chia sẻ của anh Dương. Vâng, anh Dương gọi từ San Jose. Anh muốn Huỳnh Phi Tiễn đọc lại tên ba cháu và cho coi lại hình vì thấy giống bạn cùng khóa của anh Dương. Cảm ơn Đài Hồng Việt đã có chương trình Tiếng Hậu Phương rất hay. Các em có thể cho chiếu lại cái tấm hình của ba Huỳnh Phi Tiễn. Và con có thể nói cái tên của ba con được không? Thì cái chú Dương này hình như là cùng khóa với ba. Dạ, ba con tên là Huỳnh Công Hớn. Ba con tên là Huỳnh Công Hớn. Dạ. Dạ, hồi xưa là ba con là cảnh sát. Dạ, thiếu úy cảnh sát. Cảnh sát. Dạ, thì đó cái hình của ba con thì ở trên màn ảnh đã đang coi đang rồi. Chiếu trên màn chiếu lại cho ba. Ba con cái lúc mà ba con làm ở Càng Long đó, ông quận trưởng ông họ Huỳnh, ông tên Kim. À, như vậy là có thể anh Dương có thể là nghe Huỳnh Phi Tiễn nói cái tên của cái người chỉ huy trưởng. Nhân đây con cũng xin cũng như là tại vì ba con bây giờ là một người tu sĩ tại gia. Nên ba con về việc chiến trường ba con cũng ít có nhắc lại lắm. Nên lúc nào ba nhắc là ba rất vui. Ba mới chia sẻ tu hành cho nên cũng không có muốn nhắc chuyện xưa nhiều. Nhưng mà ba con, đối với con thì con cảm thấy con nên cảm ơn ông quận trưởng ngày xưa, Hậu Huỳnh tên Kim, đã cũng như đã giúp đỡ ba con trong những lúc ba con bị giống như là bị kẻ thù bao vây. Cho nên là có nhiều lần ông đã gọi pháo binh để mà cứu ba con. Wow. Nên là con xin cảm ơn ông và chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hay quá, Tiễn còn nhớ hay quá ha. Tại ba kể mà, ba kể mà nhớ. Yeah. Nhưng mà một người trẻ mà như con là người có dạy dỗ, có ăn học. Thành ra chắc mấy cô chú rất là quý Huỳnh Phi Tiễn đó. Yeah. Còn lời chia sẻ nữa. Anh Phương Lục gọi từ Arizona nè, xứ của con nè. Gửi là thăm hai cô và nghĩa sữa. Cảm ơn hai cô đã mời được ca sĩ mặc quân phục vẫn còn mùi thuốc súng. Anh cảm thấy rất hãnh diện và cảm ơn Trang Thanh Lan và Phương Quế đã làm chương trình này. Anh xin yêu cầu bài Hoa 10 giờ, đó là bản ruột của Phương Quế khi ở bên Việt Nam. Bây giờ là tôi để kỳ tới, bây giờ hôm nay là hoa gần 8 giờ. Hoa nào?
không, 23 giờ này. Thưa anh, để kỳ tới năm Phương Quế thuộc thì sẽ hát lại anh Phương Lục. Thiếu nợ hơi bị nhiều. Thiếu nợ nhiều. Mình thiếu nợ nhiều quá. Thiếu nợ ngoài. Vậy là khán giả có credit quá. Vậy là hôm nay tại có Huỳnh Phi Tiễn. Dạ, hát quá hay quý vị, để Huỳnh Phi Tiễn hát. Có Huỳnh Phi Tiễn, để Huỳnh Phi Tiễn hát nghe cho đã thưa quý vị ơi. Sau đây có lời chia sẻ của chị Hồng gọi từ Diêu Thà, sẽ không có đủ giờ mà đọc. Dạ, chị muốn gửi lời thăm đến hai chị Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Dạ, chúc chào chị Hồng. Hai chị lúc nào cũng được nhiều sức khỏe. Và người lính già từ Tennessee. Dạ, chào ông lính. Dạ, chào dạ. Lính. Gửi lời thăm hai cô Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan và Nghĩa Sữa. Hai cô hôm nay mặc áo dài rất đẹp, không muốn... Cảm ơn. Cảm ơn anh. Gửi lời thăm Nghĩa Sữa và ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. Dạ, cảm ơn. Phi Tiễn hát rất hay. Phi Tiễn có thể hát bài Thủy Thủ và Biển Cả được không? Còn nếu không thì hát bài Hoa Biển. Cảm ơn chương trình. Bị vì người lính già là hải quân. Người lính già là hải quân cho nên là rất thích mấy bài này. Con thuộc hát thì con ngồi hát đấy, con ngồi hát câu cũng được, không thuộc. Với biển cả anh là thủy thủ đi. Với biển cả anh là thủy thủ. Với lòng nàng anh là hoàng tử. Với chuyện tình đến xứ Ba Tư. Và chuyện nhân tim bao thế. Con ngồi là con hát không được rồi, thấy chưa? Càng đi xa anh càng nhớ em. Thưa quý vị, cái này là Phi Tiễn phải đưa cái mic cho hai cô này. Không, bữa nay dành cho bữa nay dành cho con mà. Tại vì Thủy Thủ và Biển Cả thì cô với cô Quế cũng đã hát cho người lính già. Dạ, dạ có người lính già nữa, cũng một người lính già thưa quý vị nhưng mà ở Seattle. Người lính già Seattle xin chào hai cô Phương Quế và Trang Thanh Lan. Dạ chào anh. Dạ, chào. Nghĩa Sữa nữa, đẹp trai. Mà con mày thắc mắc người lính sao già được, lính lúc nào cũng trẻ. Dạ. Người ta khiêm nhường mà, khiêm nhường. Chứ lúc nào cũng trẻ. Giống như tụi chị là... Đi lính trẻ thì mới đi lính được chứ già đâu có đi lính được. Đúng mà các anh, các anh khiêm nhường thôi. Trẻ mãi không già. Vâng. À, người lính già ở Seattle. Dạ. Khen Nghĩa Sữa đẹp trai và... Đó là về ngủ được. Chuẩn bác sĩ, ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn. Rồi. Chưa gì bị tiết lộ bác sĩ Huỳnh Phi Tiễn rồi. Con học con bò muốn chết rồi nè. Anh rất hoan nghênh và biết ơn hai cô cổ để lên, đã, đã có thế hệ thứ hai của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên chương trình. Chúng tôi vô cùng sung sướng. Cảm ơn hai cô và Đài Hồng Việt. Nếu có thể thì xin yêu cầu ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn hát một bài nào cũng được. Cảm ơn chương trình. Rồi, đứng lên hát bài lính đi. Đứng lên hát bài lính nào thiệt hay thiệt thích đi con. Bà... Hát nguyên bài. Mời con nguyên bài cho nó nghe cho nó đã. Bài ruột của con. Bài ruột. Bài ruột thì con tính lẻ đi. Bài đó là bài của hát Asia nổi tiếng lắm, nhiều người thích lắm. Dạ, vậy cho con gửi đến bài Đêm Buồn Tình Lẻ. Dạ, đúng rồi, cũng lính luôn. Dạ. Anh giúp em. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất. Mãi trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào. Ngày xưa đó gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn mưa rơi từng đêm mưa trên đồn khuya lòng ai thương nhớ anh cứ ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu không nói nên câu ra từ mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn ở phương này vui.
nhân nhưng không quên dệt mờ. Và phương đó em mới có gì vui, xin biến thư về cho anh nhớ thương người. Đêm nay trên đồn vắng thương em, anh thương nhiều lắm. Em ơi biết cho em tình lẻ đêm và phương đó. Cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đàn anh đàn chị, cái top trước của chúng ta muốn biết Huỳnh Phi Tiễn đi hát từ lúc nào và ai là thầy dạy hát cho con mà hát hay dữ vậy. Con cảm ơn cô. Hồi xưa đó, khi mà con lớn lên thì ba con đã thích cái dòng nhạc này nên lần đầu tiên con được nghe cái dòng nhạc này đó là một bài của bác Duy Khánh, mà cũng là chính bác Duy Khánh hát, đó là bài Thư Về Em Gái Thành Đô. Mà cái vùng quê của con á thì nói thật ra nó cũng nghèo lắm, cho nên là không có những cái băng gốc đâu. Cho nên là ba con phải lái xe đạp rất xa xuống với tới Trà Vinh, có những 15-16 cây số lận, rồi mình xuống đó mình mới mua băng, tức là mình mới đề nghị là ba bài nào đó thì ba chắc là ba đã đề nghị bài đó, cho nên là về thì con nghe bài đó con rất thích. Còn nhớ không? Ôi dạ. Còn nhớ là đi hát một câu tặng cô chú đang coi chương trình đi Tiễn. Dạ. Nhiều khi tôi muốn viết thư thầm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngủ, chuyện quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ nhưng ngại em nhớ tôi. 10 năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò, rời tuổi xanh học trò, dù đời còn lắm mong mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. Giờ đây nói em đang ngủ say, chiều hoa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mơ, cung hoa đèn rạng rỡ, dìu em vào giấc ngủ, quay cuồn tiếng hát đam mê. Hỏi em mai sương gió đường xa, vai ba lô nặng tay súng giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nói thật, khi mà cô thấy Huỳnh Phi Tiễn hát bài này, cô không có xúc động quá, không có nghĩ là một người trẻ mà diễn đạt được một cái tác phẩm mà cách đây 40-50 năm mà anh Duy Khánh đã từng hát, mà Trang Thái Lan cũng đã từng nghe, mà hôm nay hát nghe Huỳnh Phi Tiễn hát thật là cảm động. Thưa quý vị, rất em diễn tả được hết tất cả từ đôi mắt, từ cái tay, từ cái miệng và em. Để cái tâm rất là tâm hồn mình, tức như là Tiễn phải rất là yêu những cái dòng nhạc này, yêu những người lính, cho nên là mới hát từ cái tâm tư mình như vậy, rất là hay. Có nhiều lời chia sẻ sau đây nữa nè Tiễn, để cô coi. Mới đây đâu mất rồi. Bây giờ con có thể
con nói tiếp là ai là cái người thầy dạy cho con? À, thì con nghe bác Duy Khánh, rồi con cứ hát theo, rồi con cứ như thế thì ba cứ mua nhạc của bác Duy Khánh về, rồi nhạc của cô, rồi nhạc của cô Thanh Anh Lan, của cô Hương. Nhưng mà con đi hát từ năm nào con? À, con đi hát thì con qua Mỹ con mới được hát cho cộng đồng. À, lần đầu tiên con hát karaoke đó là hồi con học khoảng lớp 5, lớp 6 gì đó. Thì con đi hát cũng có một cái duyên rất lạ. Hôm đó bạn của con tên Thưởng, cô ta mời đi đám sinh nhật. Mà con ở quê mà, con không có biết cái vụ ca hát đâu. Thì con vào trong quán karaoke thì các bạn nói, ô mình Phi Tiễn à, bạn hát một bài đi. Thì con nói trời đó giờ mình hát toàn là a cappella không à. Tức là mình viết nhạc trên giấy, rồi ở nhà mình thuộc sao mình hát vậy. Chứ mình không có viết là nhạc. Thì bắt đại một bài của bác Duy Khánh là bài Trường Cũ Tình Xưa. Cho nên cũng là một cái điều, cái duyên, hình như là bác Duy Khánh muốn mình hát hay gì đó. Bây giờ con có thể hát một câu, một đoạn trong Trường Cũ Tình Xưa không? Hôm nay tôi chờ. Hôm nay là chương trình dành cho con. Trường cũ nhiều nét đổi thay, tường mái rêu mờ, bên đêm hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trường. Còn một lời chia sẻ chót nè, để đọc cho Quỳnh Phi Tiễn luôn nha. Chị Khanh gọi từ Atlanta, lần này là lần thứ hai gặp được Quỳnh Phi Tiễn. Xin yêu cầu hát bài Một Ngoài Gia Từ Vũ Khí hát rồi. Thưa chị, nãy em đã hát rồi, cháu nó đã hát rồi. Hai cô mão dài rất đẹp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chương trình chắc là cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thì một câu cuối cùng thôi, trả lời rất nhanh ha. Là hồi nãy có vị khán giả gọi vào nói rằng con là vừa học bác sĩ, thì giờ nào con đi học, thì giờ nào con đi hát? Hồi xưa, thưa cô, thưa quý vị khán thính giả, thì có nhiều người hình như là nghĩ con là bác sĩ rồi. Cho nên là nếu mà quý vị mà có bệnh mà quý vị gọi con lại là con sẽ hát một câu là đi luôn. Tại hồi xưa đó là con chuẩn bị vào trong trường y khoa, nhưng mà con rất là mê hát, cho nên bây giờ cái việc học hành của con nó bị rất là chậm. Nhưng mà bây giờ con chuyển sang, con sẽ học một cái ngành nó nhẹ hơn là ngành bác sĩ một chút xíu. Nhưng mà con thấy là mình khoe khoang thì nó sẽ, người ta Việt Nam mình ta nói là nói trước bước không qua. Cho nên bây giờ con sẽ học, rồi chừng nào con được thì con sẽ đem lên con khoe. Con sẽ công bố sau. Cảm ơn con rất là khiêm nhường. Có nhiều người hỏi con thì con đều tránh né, con nói con đâu có học tới như vậy đâu. Con có một cái tính rất là khiêm nhường mà rất là chắc giống ba. Đúng rồi, ba con dạy con như thế nào thì con chắc là giống ba đó. Thì cảm ơn con rất là nhiều. Thì bây giờ theo cái thông lệ của chương trình thì Khoan đã, để con cảm ơn, là con phải cảm ơn hai cô đã cho con đến đây để tâm sự cùng quý vị khán giả ở đây. Bởi vì con biết rằng những cái hậu vệ rất là quan trọng, đặc biệt nhất là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên con thỉnh mong các cô chú ở nhà luôn ủng hộ cho những lớp trẻ, và luôn có những cái lời dạy thật quý báu cho chúng con. Cảm ơn con rất nhiều. Cũng cảm ơn con, các bạn trẻ. Con là người trẻ mà có một cái lý tưởng, một cái ý nghĩ quá hay luôn. Bây giờ mình sẽ hát một bài để tạm biệt quý vị khán thính giả. Hát nha cô nha. Hát chung cho nó vui. Vâng, cái bài Lối Về Xóm Nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Hưng. Vâng. Rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát thêm đêm, tầm mái chín người anh dâng mẹ hiền. Lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên, lòng già thêm ấm vui chiều ơi chiều. Có những chiều xuống làng thôi.
đường về thôn Nguyên Chân bên nhánh lúa, đường về thôn Nguyên Chân bên nhánh lúa, vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dân đây đó, đường về thôn niềm vui dân đó đây, đường về thôn niềm vui dân đây đó, đường về thôn niềm vui dân đó đây. Hay quá, hay quá. Ban hợp ca. Rồi, bây giờ tới Quỳnh Phi Tiễn phải tạm biệt quý khán giả rồi con ơi. Chào dạ. Phải chào hai cô, chào khán giả thôi. Dạ, con xin gửi lời chào tạm biệt cô và con xin cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và con xin cảm ơn quý vị. Dạ, rất cảm ơn Quỳnh Phi Tiễn. Chương trình hôm nay rất là vui và ý nghĩa phải không thưa quý vị? Trang Thanh Lan, Phùng Quế, Quỳnh Phi Tiễn cũng như Nghĩa Sữa rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua rất là nồng nàn với Quỳnh Phi Tiễn và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chúng ta phải chia tay đây rồi thưa quý vị ơi, rất tiếc Trang Thanh Lan phải hẹn lại tuần sau cũng vào nhà này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em